gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Nhịp Đập Guitar. Quý vị thân mến, ngày hôm nay tiếp tục chuỗi review các công trình kiến trúc nhà độc đáo do Guitar Home thiết kế, thì ông Phương cùng với đội ngũ truyền thông đang có mặt tại Hải Dương để giới thiệu cho quý vị một mẫu công trình vô cùng độc đáo mà chúng tôi đã thiết kế dành cho gia đình nhà anh Nguyễn Quý Toàn. Và trước khi đi vào review chi tiết phối cảnh của công trình này, thì xin mời quý vị sẽ cùng với Nhịp Đập Guitar di chuyển vào bên trong để gặp gỡ gia chủ, hiểu hơn về mẫu công trình độc đáo này. Quý vị thân mến, ngồi cạnh tôi đến lúc này đó là anh Nguyễn Quý Toàn, chủ đầu tư của công trình nhà phố 3 tầng mái Thái tại Hải Dương ạ. Dạ, em chào anh ạ. Em là Phương đến từ bộ phận truyền thông của Nhịp Đập Guitar. Ngày hôm nay thì về thăm công trình của gia đình mình thì chúng em cũng có một vài câu hỏi muốn gửi tới cho gia đình, là hy vọng anh sẽ đồng hành cùng với chương trình ạ. Dạ vâng, anh Toàn thân mến, là khi về thăm công trình của gia đình mình, cảm xúc đầu tiên của chúng em, đội ngũ truyền thông của công ty, thì cảm thấy là công trình của gia đình mình được thiết kế vô cùng hoành tráng cũng như ấn tượng. Không biết là gia đình mình đã dọn về sống trong căn nhà mới được lâu chưa anh? Thì hiện tại tính cho đến ngày hôm nay thì mình đã dọn về nhà mới này sống được tầm khoảng 1 tháng rồi ạ. Dạ vâng, 1 tháng rồi. Là không biết là công trình của gia đình mình thì bắt đầu thi công cũng như là hoàn thiện là trong bao nhiêu lâu hả anh? Thì bắt đầu thi công thì mình thi công từ sau Tết âm lịch tầm khoảng 1 tuần, nó rơi vào khoảng 12 tháng 1 âm, và trong thời gian thi công trong khoảng 7 tháng, hơn 7 tháng một chút. Dạ vâng ạ, lý do nào khiến cho anh Toàn cùng với gia đình của mình là lựa chọn thiết kế nhà? Thì đối với mình ấy, thì trong cuộc đời có một số mốc quan trọng, đó là xây nhà, tậu xe. Đấy là những cột mốc ở cuộc đời mình, thì nó là một cái mốc rất là quan trọng, thì mình muốn tìm một đơn vị gọi là uy tín để giúp mình thực hiện cái gọi là ước mơ, gọi là xây dựng cho mình một ngôi nhà nó thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là nó theo ý thích của mình, thứ ba là nó phải chắc chắn, đấy, nó an toàn. Dạ vâng ạ, thì được biết là khu đất của gia đình mình thì là sở hữu một khu đất nằm ở mặt đường đúng không anh? À, với diện tích là 4 x 12, và theo như em được biết ở 22, dạ vâng, theo như em được biết là với một khu đất như thế này thì phần lớn các hộ gia đình sẽ lựa chọn là thiết kế nhà phố mái bằng ạ. À, không biết là lý do gì anh lựa chọn thiết kế nhà phố bằng mái Thái hả anh? Vâng, thì tất nhiên là đối với những khách hàng trẻ thì đa phần người ta sẽ thích những cái nhà gọi là mái bằng, nó vuông vức, nó góc cạnh. Còn đối với mình thì gọi là theo sở thích thôi, thì mình thích cái gì đó theo cái sở thích của mình, nó có gì đó nó pha chút cổ điển, pha chút gọi là uốn lượn một chút đấy, nói chung là đa phần theo cái sở thích của mình thích như vậy thôi thì mình làm thôi. Dạ vâng ạ, không biết là cơ duyên nào đã kết nối anh Toàn và gia đình đến với công ty thiết kế Nhịp Đập Guitar? Thực ra thì có ý định làm nhà thì mình có ý định từ 1-2 năm trước rồi cơ, thì mình cũng lên các hội nhóm, lên các trang mạng xã hội, mình tìm, mình nằm vùng ở trong những cái group như kiểu nhà đẹp hoặc là yêu nhà đẹp các kiểu, thì mình có thấy công ty mình cũng đi làm một số công trình ở tỉnh nọ tỉnh kia, mà thấy có nhiều người comment khen là công ty mình làm tận tâm uy tín, thì mình cũng có liên hệ, mình hỏi, mình cũng tất nhiên là mình cũng trước khi chọn bên bạn là mình cũng đi dò hỏi một số chỗ, một số đơn vị rồi, nhưng mà cuối cùng mình vẫn quay lại bên bạn là mình làm, mình cảm giác được cái sự tin tưởng. Dạ vâng ạ, cảm giác được sự tin tưởng từ đội ngũ Nhịp Đập Guitar. Vâng ạ, và sau khi gia đình đã dọn về sống trong căn nhà mới được hơn 1 tháng rồi, thì không biết là anh cũng như là các thành viên khác trong gia đình có cảm thấy hài lòng về mẫu thiết kế mà công ty Nhịp Đập Guitar đã mang tới dành cho gia đình không anh? Mình rất là hài lòng. Mình rất hài lòng với cả cái mẫu thiết kế này. Dạ vâng, ngày hôm nay khi đến thăm gia đình mừng tân gia thì thay mặt cho đội ngũ Nhịp Đập Guitar thì chúng em cũng có một bó hoa tươi thắm cùng với một món quà nhỏ nhỏ. Kính chúc anh Toàn cùng với gia đình của mình sẽ luôn dồi dào sức khỏe cũng như là luôn hạnh phúc ạ. Vâng, mình xin cảm ơn bên Nhịp Đập Guitar đã giúp mình gọi là hiện thực cái ý định và cái ước mơ có một ngôi nhà gọi là giống như cái mong muốn của mình. Dạ vâng. Thưa quý vị, với một diện tích xây dựng có chiều dài mặt tiền là 4m và chiều sâu là hơn 22m, tại khu vực tầng 1 của gia đình thì anh Toàn mong muốn thiết kế các khu vực công năng, bao gồm đầu tiên sẽ là một khu vực phòng kinh doanh, là nơi để gia đình có thể bán các thiết bị liên quan đến di động với diện tích là hơn 24m2 ạ. Kế cạnh với khu vực phòng kinh doanh này thì chúng ta sẽ có mặt tại khu vực phòng khách của gia đình. Xin mời quý vị sẽ cùng vào trong để cùng nhau quan sát. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại không gian phòng khách của gia đình, phòng sinh hoạt chung, và cảm nhận đầu tiên của Hồng Phương cũng như đội ngũ truyền thông của Guitar Home khi đến với khu vực phòng khách của gia đình ạ, một từ thôi, vô cùng tuyệt vời, vì thiết kế phòng khách của gia đình
vô cùng sang trọng. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau quan sát bộ bàn ghế được sử dụng bằng chất liệu đó là gỗ gõ đỏ, được gia đình trang trí tại khu vực chính giữa, nơi gia đình sẽ đón tiếp khách cũng như là bạn bè người thân khi tới chơi. Kế cạnh với khu vực bàn uống nước sang trọng này thì sẽ là một kệ tivi, là nơi để gia đình có thể thưởng thức các chương trình thời sự hay là các chương trình phim truyện ạ. Và điểm nổi bật nhất của khu vực phòng khách này có lẽ là hệ thống trần thạch cao giật gấp ở phía trên ạ. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau theo dõi. Quý vị thân mến, hệ thống trần của gia đình được đầu tư vô cùng hoành tráng và đồng bộ. Đầu tiên thì gia đình sẽ sử dụng chất liệu đó là trần thạch cao giật gấp và sử dụng hệ thống đèn downlight đèn âm trần ở phía trên ạ. Và việc gia đình lựa chọn hệ thống đèn downlight âm trần này thì sẽ giúp cho ánh sáng trong căn phòng được lan tỏa đều và khiến cho không gian trở nên sang trọng cũng như là cuốn hút hơn. Thêm một điểm ấn tượng nữa đó là tại khu vực trần thì cũng được gia đình tinh tế sử dụng các họa tiết hoa văn đắp nổi và có mạ vàng ở phía trên làm cho căn phòng trở nên sang trọng hơn bao giờ hết. Quý vị thân mến, nối tiếp với khu vực phòng khách của gia đình sẽ là không gian phòng bếp. Ngăn cách giữa khu vực phòng khách và phòng bếp là một hệ cầu thang di chuyển lên khu vực tầng 2 của gia đình. Xin mời quý vị sẽ cùng di chuyển vào bên trong để cùng nhau quan sát. Thưa quý vị, với phòng bếp của gia đình thì diện tích tại khu vực này tương đối rộng và theo như mà chúng tôi được biết thì rộng hơn khu vực phòng khách một chút. Phòng khách thì sẽ có diện tích là hơn 19m2, còn phòng bếp thì có một diện tích tương đối thoải mái là hơn 20m2. Tại đây thì như quý vị có thể quan sát là gia đình cũng đã bố trí hệ thống bàn bếp rồi tủ bếp rất là đồng bộ và hiện đại. Bên cạnh đó thì có thêm một chiếc bàn ăn vô cùng hoành tráng nữa để đủ cho các thế hệ thành viên trong gia đình sử dụng, có thể chứa từ 6 đến 8 thành viên, vô cùng hợp lý ạ. Phía trên khu vực trần nhà của gia đình, quý vị cũng có thể quan sát là gia đình cũng rất là đầu tư đồng bộ, đồng điệu với khu vực trần của khu vực phòng khách đều sử dụng bằng trần thạch cao giật cấp và sử dụng đèn downlight đèn âm trần để khiến cho không gian các phòng của gia đình trở nên là sang trọng cũng như là cuốn hút hơn. Thưa quý vị, khi bước đến không gian tầng 1 của gia đình thì Hồng Phương cũng đã hỏi gia chủ đó là anh Toàn là tại sao gia đình lại quyết định sử dụng hệ thống gạch đá trang trí để ốp lát toàn bộ các mảng tường của gia đình. Và theo như chia sẻ của gia đình thì đầu tiên gia đình là muốn làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian nội thất bên trong của gia đình. Bên cạnh đó thì với hệ thống đá trang trí này, gạch đá trang trí này thì sẽ giúp các mảng tường của gia đình chống thấm và giúp tuổi thọ của công trình được kéo dài hơn. Ngoài khu vực phòng khách và phòng bếp ra thì tại khu vực tầng 1 của gia đình thì được bố trí thêm một nhà vệ sinh chung được đặt ở phía dưới khu vực cầu thang, một giải pháp tiết kiệm không gian dành cho những ngôi nhà phố. Xin mời quý vị sẽ cùng vào bên trong để cùng nhau quan sát. Thưa quý vị, nhà vệ sinh chung của gia đình tại khu vực tầng 1 này thì có diện tích khiêm tốn thôi với hơn 3m2, nhưng mà quý vị cũng có thể quan sát là tại đây gia đình cũng đã sắp đặt đầy đủ các trang thiết bị tiện nghi như là lavabo rửa tay này, gương soi này, rồi có toilet này, rồi có bình nóng lạnh, đầy đủ để giúp cho gia đình có thể sinh hoạt và bạn bè người thân có thể đến đây vui chơi và có thể sinh hoạt một cách thoải mái. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên khu vực tầng 2 của gia đình để khám phá xem là không gian tầng 2 của gia đình sẽ được các kiến trúc sư của Keta Home phân chia công năng như thế nào. Xin mời quý vị. Dẫn lên khu vực tầng 2 thì gia chủ sẽ đi qua một hệ cầu thang với 21 bậc rơi vào cung sinh. Và theo như ý nghĩa phong thủy thì cung sinh sẽ là cung mang về tài lộc cũng như là may mắn dành cho gia đình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan lần lượt từng khu vực công năng mà các kiến trúc sư của Keta Home đã thiết kế dành cho gia đình tại khu vực tầng 2 này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan phòng ngủ 1 và cũng chính là phòng ngủ master đầu tiên của gia đình. Xin mời quý vị.
Quý vị thân mến, bước vào không gian phòng ngủ 1 thì Hồng Phương cũng như là đội ngũ truyền thông cảm thấy là phòng ngủ master của gia đình tương đối rộng. Và theo như thông tin mà chúng tôi được biết là diện tích tại đây dao động là hơn 26m², chưa bao gồm khu vực nhà vệ sinh khép kín. Quý vị thân mến, chúng ta có thể nhìn tổng quan thiết kế của khu vực phòng ngủ này. Đầu tiên thì ấn tượng với chúng tôi chắc có lẽ là hệ thống trần ạ. Hệ thống trần của gia đình rất đầu tư và công phu, từ khu vực phòng khách này, phòng bếp tại khu vực tầng 1 lên trên tầng 2 đều được sử dụng bằng trần thạch cao giật cấp với hệ thống đèn downlight, đèn âm trần, và ở phía trên thì được trang trí bằng những họa tiết hoa văn đắp nổi và mạ vàng, khiến cho không gian phòng ngủ trở nên vô cùng sang trọng cũng như là cuốn hút. Về thiết kế nội thất của khu vực phòng ngủ này, quý vị có thể quan sát, đầu tiên thì gia chủ cũng sẽ là bố trí một chiếc giường ngủ tương đối rộng lớn, đủ cho từ 2 đến 3 thành viên có thể ngủ được. Và theo những thông tin mà chúng tôi được biết thì anh Toàn với vợ của mình hiện tại sinh được một bạn nhỏ, nên là hiện tại là gia đình của anh chị sống toàn bộ tại khu vực phòng ngủ này. Và đối diện với khu vực phòng ngủ sẽ là một kệ tủ trang trí và đựng quần áo được thiết kế kịch trần ạ. Vâng, một chiếc tủ được thiết kế rất là độc đáo. Tại đây thì hệ thống cửa thì được sử dụng bằng hệ thống cửa đẩy ạ. Rồi ở phía trên thì cũng có một số những ngăn tủ để giúp cho gia đình có thể cất trữ một vài những cái đồ dùng chưa cần thiết hoặc là để điều hòa ở phía trên ạ. Bên cạnh đó thì ở hai góc của chiếc tủ này thì cũng có các kệ tủ khác lớn nhỏ để giúp gia đình có thể trang trí các đồ lưu niệm cũng như là để túi sách hay là mũ của mình cũng rất là hợp lý. Và tiếp đó thì quý vị có thể quan sát tại khu vực này ạ. Không gian phòng ngủ master thứ nhất này thì có view ban công hướng ra khu vực mặt tiền tại phía trước. Tại đây thì có một khoảng ban công nho nhỏ để giúp cho gia đình có thể ra đây thư giãn vào những buổi sáng. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng với Nhật Kita di chuyển vào khu vực phòng vệ sinh của phòng ngủ master này. Chắc chắn là rất nhiều quý vị khán giả tò mò, bởi vì đây là một phòng vệ sinh vô cùng đặc biệt với diện tích tương đối lớn, đó là hơn 6m², thưa quý vị. Vâng, quý vị thân mến, khu vực nhà phòng vệ sinh của phòng ngủ master này thì được đặt cạnh ngay khu vực cửa ra vào của căn phòng, và xin mời quý vị sẽ cùng vào bên trong để cùng nhau khám phá. Với một diện tích tương đối rộng lớn là hơn 6m², thì tại đây gia đình cũng đã bố trí khu vực lavabo rửa tay này, một chiếc gương soi hình tròn, hình như là có tích hợp với đèn led đổi màu. Bên cạnh đó thì có thêm một khu vực phòng tắm được ngăn cách bởi các vách kính cường lực để giúp gia đình có thể thuận tiện trong quá trình mà gia đình sử dụng. Cái cạnh đó thì sẽ có thêm một là lavabo, có thêm một hệ thống toilet. Và nhìn chung thì khu vực phòng vệ sinh của gia đình thì rất là thông thoáng và cũng như là ấn tượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tiếp tục các khu vực công năng khác của gia đình tại khu vực tầng 2 này. Vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau đi khám phá phòng ngủ đầu tiên của gia đình, và cũng chính là phòng ngủ master. Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ có mặt tại không gian phòng ngủ tiếp theo của gia đình tại khu vực tầng 2 này. Xin mời quý vị sẽ cùng vào bên trong để cùng nhau quan sát. Có một điểm ấn tượng và đặc biệt đó là toàn bộ hệ thống cửa đi của gia đình thì đều được đầu tư và sử dụng làm chất liệu, đó là gỗ tự nhiên nguyên khối rất là chắc chắn, thưa quý vị. Hiện tại thì Hồng Phương đã có mặt tại không gian phòng ngủ thứ hai của gia đình, và phòng ngủ này thì là phòng ngủ thường thôi nên nó có diện tích nhỏ hơn một chút, đó là hơn 13m². Quý vị quan sát là tại khu vực phòng ngủ này thì gia đình cũng đã bố trí một chiếc giường rộng lớn, một kệ tủ đựng quần áo có 3 ngăn cũng được sử dụng bằng chất liệu đó là gỗ tự nhiên nguyên khối. Và giải pháp ánh sáng của phòng ngủ này mà các kiến trúc sư mang tới cho gia đình đó là hệ thống cửa sổ được sử dụng bằng chất liệu đó là cửa kính, cửa nhôm sinh pha. Và hiện tại thì chúng tôi chưa có sử dụng hệ thống ánh sáng nào trong căn phòng này, nhưng quý vị cũng có thể quan sát là không khí trong phòng cũng như là ánh sáng trong phòng thì cũng rất là tương đối là ổn định và giúp cho gia đình có thể thuận tiện trong quá trình sinh hoạt. Và tại khu vực cửa sổ này thì cũng được gia đình sử dụng hệ thống rèm để trang trí cũng như là che chắn.
Kế cạnh với khu vực phòng ngủ thứ hai này thì sẽ là phòng vệ sinh chung của gia đình tại khu vực tầng 2. Quý vị thân mến, phòng vệ sinh chung của khu vực tầng 2 này thì cũng được gia đình đầu tư. Mình gia đình sẽ có một khu vực phòng tắm được ngăn cách bởi một vách kính cường lực, rất là khoa học và thuận tiện cho gia đình trong quá trình sinh hoạt. Cũng có đầy đủ các trang thiết bị từ lavabo rửa tay này, gương soi cũng như là toilet. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên khu vực tầng 3 của gia đình để cùng nhau khám phá những thiết kế mà các kiến trúc sư đã mang tới dành cho gia đình. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, với những căn nhà phố như thế này thì giải pháp ánh sáng luôn là yếu tố được các kiến trúc sư đặt lên trên hàng đầu, bởi vì đây là nhu cầu cũng như là mong muốn của chủ đầu tư khi thiết kế cũng như là thi công. Quý vị thân mến, điểm qua một vài những cái thông tin về khu đất của gia đình thì khu đất của gia đình nhà anh Toàn thì tiếp giáp hai bên là khu vực nhà dân đang sinh sống, nên là các kiến trúc sư đã mang tới giải pháp đó là sử dụng hệ thống giếng trời đối diện với khu vực cầu thang để mang đến ánh sáng tự nhiên dành cho gia đình và giúp cho không khí cũng như là ánh sáng trong căn phòng, trong căn nhà được chan hòa cũng như là thông thoáng hơn. Và hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực cuối cùng của gia đình, đó là không gian tầng 3. Và theo như trong bản thiết kế thì tầng 3 của gia đình sẽ là nơi để bố trí không gian phòng thờ, phòng kho cũng như là phòng phơi đồ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá lần lượt từng các khu vực công năng trước. Không gian đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá, xin mời quý vị cùng với Hồng Phương di chuyển bên trong ạ. Không gian đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá đó là không gian phòng ngủ thứ ba của gia đình ạ. Vâng ạ, gia đình vẫn có thêm một khu vực phòng ngủ thứ ba tại trên khu vực tầng 3 nữa. Và quý vị quan sát là hiện tại là khu vực phòng ngủ này thì vẫn đang để trống. Và trong tương lai anh Toàn chia sẻ cũng mong muốn là sẽ có thêm các khu vực phòng ngủ khác nhau để giúp cho các thế hệ thành viên trong gia đình có thể thuận tiện trong quá trình sử dụng, hay là những người thân họ hàng khi về với gia đình thì sẽ có một không gian nghỉ ngơi thật là yên tĩnh. Và giải pháp ánh sáng thì cũng là một hệ cửa sổ được sử dụng bằng chất liệu đó là cửa kính cửa nhôm sinh pha để mang đến những làn gió mát cũng như là lượng nhiệt ánh sáng vào bên trong căn phòng này. Và kế cạnh với khu vực phòng ngủ thứ ba này thì sẽ là không gian phòng thờ của gia đình. Xin mời quý vị sẽ cùng di chuyển sang khu vực này để cùng nhau quan sát. Quý vị thân mến, phòng thờ của gia đình thì được đặt tại một vị trí vô cùng trang trọng cũng như là tôn nghiêm. Và không gian phòng thờ được gia đình rất là đầu tư khi thiết kế. Điều này để thể hiện sự thành kính của gia chủ đối với ông bà tổ tiên. Và toàn bộ khu vực ban công của gia đình thì đều có view hướng ra khu vực mặt tiền của công trình này. Và quý vị thân mến, từ tầng 1 lên trên tầng 2 thì đứng tại vị trí nào thì gia đình cũng có thể ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh làng quê, và đặc biệt là ở phía trước. Như quý vị có thể tinh ý quan sát là ra không gian của gia đình thì rất là gần với trường tiểu học cũng như là trường trung học cơ sở. Điều này thì sẽ rất là thuận tiện trong quá trình mà các bạn nhỏ trong gia đình có thể đi học, và anh chị có thể thuận tiện trong quá trình đưa cũng như là đón các bạn nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá khu vực cuối cùng của gia đình, đó là khu vực sân phơi. Xin mời quý vị. Kế cạnh với khu vực khoảng phân sân phơi thì sẽ là không gian phòng kho để giúp gia đình có thể cất trữ một số những đồ dùng chưa cần thiết. Thưa quý vị, không gian sân phơi của gia đình thì cũng được thiết kế với một diện tích tương đối vừa phải. Tại đây thì như quý vị có thể quan sát là gia đình cũng đã bố trí một chiếc máy giặt nho nhỏ và hệ thống dây phơi ở phía trên để giúp gia đình có thể thuận tiện trong quá trình giặt giũ cũng như là phơi phóng quần áo của mình một cách thuận tiện. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi khám phá tổng quan kiến trúc nội ngoại thất của công trình nhà phố 3 tầng mái Thái của gia đình nhà anh Nguyễn Quý Toàn trú tại Hải Dương. Và quý vị thân mến, sau khi đi khám phá xong rồi thì đội ngũ truyền thông của nhà đất Kita cảm thấy là đây thực sự là một công trình vô cùng ấn tượng cũng như là độc đáo, bởi thiết kế được đồng bộ cũng như là thông minh. Và nếu như quý vị cũng yêu thích mẫu công trình nhà phố 3 tầng mái Thái này thì quý vị chỉ cần nhấc máy lên và gọi điện thoại đến với nhà đất Kita với những thông tin hotline đang được hiển thị ngay trên màn hình, hoặc để lại thông tin của mình ở phía dưới comment để được đội ngũ tư vấn viên của Kita Home tư vấn cũng như là hỗ trợ miễn phí. Còn bây giờ thì thời lượng của video clip cũng đã hết rồi. Chúng tôi xin được cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý vị sẽ đến với các chuyên mục review tiếp theo của Kita Home.